con màu xanh. Màu xanh hút sao? Hút sao? Mình xem các bạn. Bạn hút thế nào? Cái nút mà cái bên nha, cái nút còn bị che lại á. Rồi nút thứ tư nha. Mời chân. Nút mi, mình xem nha. Nút nào? Nút tay nè. Còn một nút nhạc đang được che giấu phía sau. Đó là người bạn mới ngày hôm nay mình sẽ gặp nha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem bạn này là bạn tên gì và bạn là ai nha.
cái này lưu ý cho cô.